cái cảm xúc lúc mà gặp anh Biren này ở ngoài đời coi. Đẹp trai ạ, đẹp trai ạ. Kiểu anh ấy rất là tự nhiên ấy ạ. Có nghĩa là lần đầu gặp nhau mà cứ như kiểu yêu nhau lâu lắm rồi, nên là anh ấy những cái hành động và cử chỉ nó rất là tự nhiên, thế là làm con cũng cảm thấy thoải mái hơn. Có chuyện nào buồn thì cũng cứ chui vào phòng khóc một mình thôi. Xong rồi con lại chạy vào con dỗ. Dỗ xong rồi cũng phải hỏi tầm khoảng mười mấy lần thì mới có được cái nguyên nhân để mà dỗ tiếp. Theo con á thì cái gì sẽ làm cho con bớt đi được tất cả những điều đó? Chắc là tiếng tinh tinh. Con chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Hà Uyên, hiện tại thì con 26 tuổi và công việc của con là influencer cũng như là nhà sáng tạo nội dung ạ. Hiện tại thì con đang ở Hà Nội ạ. Hà Nội. Con chào cô, con chào chú. Con là Đức Thành, hiện tại đang là giáo viên ạ. Con giáo viên môn gì? Con đang dạy chương trình kế toán Nhật Bản dành cho người Việt Nam ở phía bên Nhật Bản ấy. Hay vậy. Con dạy bên Nhật Bản hay dạy ở Việt Nam? Con dạy cả ở phía bên Nhật cả ở Việt Nam luôn. Là đi về. Vậy là con đang ở Nhật hay là ở Việt Nam? Trước thì con ở bên Nhật nhưng mà bây giờ con ở về Việt Nam, con định cư ở Việt Nam luôn. Còn lâu thì con mới đi sang bên Nhật, con đi công tác thôi ạ. Là con nhiêu tuổi rồi con năm nay? Năm nay con 29 tuổi ạ. Cơ duyên nào mà hai bạn coi như là gặp gỡ nhau, rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau? Con gặp nhau là do comment dạo ở trên mạng ạ. Trước thì con cứ hay thích comment ở những cái trang báo ấy ạ. Con thấy top đầu của cái comment là có một bạn nữ, xong rồi cũng có tích xanh, xong rồi nhìn cực kỳ xinh. Thì con chỉ rep cái comment đấy, xong rồi con nhắn tin chào em thôi. Thì con cứ nhắn vu vơ thế thôi, tại vì thực ra thấy người ta có tích xanh, mình còn chả có cái tích nào. Cái hôm đấy thì ngồi trong lớp học, thế là cũng buồn ngủ quá, lơ điện thoại ra xem thì thấy anh này lại hiện ngay cái chỗ gợi ý kết bạn đấy ạ. Thì thấy nó nổi bật hẳn so với những người khác. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Con đang học năm cuối đại học ạ. Con thấy cái ảnh đại diện nhìn giống kiểu giống Biren quá. Con nhấn vào xem là ảnh mạng hay là ảnh thật. Sau khoảng 30 phút tìm hiểu thì con biết được anh này làm gì, ở đâu, tên tuổi như thế nào, gia đình làm sao, rồi sống ở đâu các thứ đấy. Là anh show lên trên Facebook của anh hết đúng không? Không, đó là... do con moi ạ. Lúc đó là bạn này đang ở bên Việt Nhật. Nam hay là đang ở Nhật? Đang bên Nhật. Anh khoảng một lúc sau bạn ấy rep lại được. Đấy, thế là hai đứa bắt đầu nói chuyện với nhau. Cô ấy có tích xanh, của mình có tích cực. Đúng rồi. Đấy thì hai đứa cũng nhắn tin qua lại, xong rồi gọi điện cũng nhiều em nhỉ, cũng khá là liên tục. Nhắn tin đến ngày thứ hai thì con đã nói thẳng luôn là đây là anh, thì anh cảm thấy anh thích em nên là anh muốn tìm hiểu. Và cái mối quan hệ này nếu như mà được ấy, thì là hai bên sẽ yêu nhau. Đấy chứ không phải là kiểu tự nhiên anh nhắn tin vu vơ trên mạng xong rồi anh đi tìm em gái đâu. Sau tuần một tháng gì đấy, tầm tầm đấy là con bắt đầu về Việt Nam, con đi công tác. Con nói cái cảm xúc lúc mà gặp anh Biren này ở ngoài đời coi. Đẹp trai ạ, đẹp trai ạ. Kiểu anh ấy rất là tự nhiên ấy ạ. Có nghĩa là lần đầu gặp nhau mà cứ như kiểu yêu nhau lâu lắm rồi, nên là anh ấy những cái hành động và cử chỉ nó rất là tự nhiên, thế là làm con cũng cảm thấy thoải mái hơn. Coi như là về thì bao lâu thì mới chính thức gọi là yêu nhau luôn á? Mấy ngày? Đâu đã là đã yêu rồi. Chúng nó chính thức rồi, mình phải hỏi chính thức mà lộ. Có nghĩa là có, thấy không? Đó, vậy đó, chúng hỏi vậy đó. Cái ngày đầu tiên thì là con về Việt Nam, xong buổi sáng thì con vẫn đi làm ở trên công ty. Xong rồi buổi chiều tối con đưa cô ấy đi ăn, xong đi xem phim, xong rồi con trả cô ấy về nhà bình thường. Đến ngày tiếp theo, đến ngày thứ hai thì là chuyện gì đến? Chuyện gì đến thì cũng phải để về Thanh Hóa quê, xong rồi để đi làm hộ chiếu. Xong rồi buổi chiều tối về thì hai đứa cũng đi ăn, xong rồi về cũng đi chơi xong rồi đi luôn. Con thấy là cô này hợp quá, quá hợp với mình luôn. Và mình coi như là chốt rồi. Mà mẹ của con thì đang sinh sống ở tại châu Âu. Đúng vào cái thời điểm đấy thì mẹ con đang ở Hà Nội nữa. Con đưa đến... Gặp mẹ luôn. Rồi. Ra mắt gia đình luôn. Rồi mẹ, ý kiến mẹ sao? Thì ý kiến mẹ thì mẹ nhìn thấy con dâu tương lai thì cũng là khá là xinh, cũng khá là ngoan. Chụp ảnh các thứ, nhắn tin vào trong nhóm chat gia đình ấy cô. Cũng khoe là con dâu tương lai. Rồi bao lâu thì con mới quay về Nhật? Đợt đấy con về trong vòng tầm khoảng một tuần là con đi luôn rồi. Đầu 2020 là con phải quay về rồi. Nhưng mà vì là cái lịch nó sát Tết ấy, nên là ở Việt Nam thì cái công việc nó cũng khó mà kết hợp được. Nên là con cũng thất hẹn là Noel với Tết Dương con cũng thất hẹn, Tết Âm con cũng thất hẹn, con không về được. Thì đến cuối tháng 2 con bắt đầu về. Con về để chơi với cô ấy thôi. Rồi cũng xác định là về để ra mắt gia đình bên ngoại. Thì con về được một tuần nhỉ? Con về được một tuần thì sân bay đóng cửa. Tại vì là vướng vào Covid. Đúng rồi. Thế là từ đấy con về Việt Nam luôn. Con ở Việt Nam luôn. Sao dịch là cưới luôn không?
gia đình của con thì ở phía bên châu Âu khá là nhiều. Nên là lễ cưới thì đến tận tháng 7 năm vừa rồi, năm 2022 thì con mới có thể tổ chức được. Nhưng mà đăng ký kết hôn thì tầm khoảng tháng 11 năm 2020. Đáng lẽ là con định đăng ký vào tháng 3 luôn, cưới tháng 4, tháng 5 luôn đấy. Con định như thế. Nhưng mà do vào tầm khoảng tháng 4, tầm giữa tháng 4 đầu tháng 5 thì Uyên vướng một cái căn bệnh lạ, tự nhiên là trên người bị bầm tím ấy. Thế là con mới đưa đi khám ở bệnh viện Trung ương, bệnh viện huyết học Trung ương. Thì bác sĩ mới bảo đây là cái bệnh giảm tiểu cầu. Con nghe bác sĩ phân tích ấy, là cái bệnh này là không thể chữa được đến hết đời. Ôi trời. Cô chú cứ tưởng tượng là sắp cưới nhau đến nơi rồi. Rồi chứ đâu có phải sắp cưới nhau đến nơi rồi mà giáo sư tiến sĩ đầu ngành nói một câu chắc nịch là bệnh này không chữa được. Nhưng mà người ta nói cái bệnh này là lý do tại sao nó lại bị. Không có nguyên nhân cụ thể, tại vì nó có quá nhiều cái nguyên nhân mà có thể ảnh hưởng đến con người mình mà làm ra cái bệnh đấy. Bệnh giảm tiểu cầu hả? Vâng, giảm tiểu cầu thì mà bệnh thì... này là làm cho máu nó không đông được ấy cô. Bởi vì nó mới có những cái vết bầm tím. Vâng, đúng rồi, là trong người nó cứ bị chảy máu trong ấy. Nên là những cái vết bầm tím đấy thực ra là do tụ máu ở dưới da. Mà nhiều không con? Nhiều ạ, nó cũng bầm tay thôi, chân tay nó cứ tự nhiên nó bầm lên như thế mà mình không biết lý do ấy ạ. Lúc bác sĩ nói con bị căn bệnh đó thì cái tâm trạng của con ra sao? Lúc đấy thì con cũng chưa biết căn bệnh đấy nó nguy hiểm như thế nào nên là con thấy cũng bình thường. Nhưng mà chắc là chồng con về xong mà cũng lên mạng tìm hiểu ấy ạ, thì biết là nó cũng nguy hiểm. Và anh ấy trốn con vào trong nhà vệ sinh, anh ấy khóc. Thì sau này con mới biết thôi. Đấy, thì lúc đấy bác sĩ bảo là cái tiểu cầu của con ấy nó giảm là bằng một đứa bé sơ sinh thôi. Và nếu như mà cái khoảng thời gian đấy con mà đi ra đường ấy mà cũng bị tai nạn hay là bị chảy máu ấy là không cứu kịp thời. Vậy hả? Và bác sĩ bắt nhập viện ngay lập tức ạ. Cái lúc đó là chỉ có biết toilet khóc thôi. Đúng rồi, tại vì thứ nhất là con thương vợ con quá. Tại vì chưa bao giờ con đi đưa ai đi khám mà bác sĩ phải dặn lại rằng là bây giờ về nhà chỉ cần có bất kỳ một cái chuyện gì xảy ra, tay đứt thôi thì cũng phải nhập viện luôn. Tại vì là nó có thể là không đông được máu nó chảy suốt luôn. Đấy thì là bắt buộc phải nhập viện ngay lập tức. Đến khi mà bắt đầu khám nhiều hơn rồi thì mình thấy là có rất nhiều người bị như thế. Và người ta uống thuốc cả đời, mỗi tháng phải loanh quanh khoảng 10-20 triệu tiền thuốc. Ví dụ như mà mình mà muốn sinh con ấy thì mình phải nhập hai viện một lần. Có nghĩa là mình buổi sáng thì nằm viện huyết học Trung ương, buổi chiều thì nằm viện sản Trung ương. Để cho cả hai bên bác sĩ đều theo dõi. Chứ không phải là tự nhiên mình muốn là mình sinh con đâu. Vậy á. Và con cũng nói với anh chồng là nếu như mà bệnh này mà không chữa được khỏi thì thôi con cũng không lấy chồng đâu. Thì là con cũng không muốn làm cái nặng cho mọi người ấy. Và cũng rất là thương bố mẹ nữa, thì thôi cứ cố gắng uống thuốc như vậy thôi, chứ cũng không biết phải làm gì nữa. Khi mà nhà con á, mẹ con và mọi người trong nhà biết điều đó thì là mẹ tức là phản ứng của mọi người như thế nào? Thì vào tầm khoảng cuối tháng 5 thì con mới thông báo cái việc này cho gia đình. Thì ở trong gia đình con thì con đã tự lập từ rất 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 nhỏ rồi. Khi tốt nghiệp cấp 3 xong con đi sang bên kia, gần như con tự lập rồi. Nên là bố mẹ và anh chị thì cũng rất tôn trọng cái quyết định của con. Nhưng mà rõ ràng là kiểu như bố mẹ thấy con mình thì cực kỳ lo, tại vì thấy cái bệnh như thế rồi, mọi người tìm hiểu trên mạng là mọi người biết là nó nguy hiểm như thế nào. Thì ai cũng can ngăn, ai cũng bảo là bây giờ phải suy nghĩ thật kỹ. Để tại vì là mình cũng mới quen có vài tháng thôi, phải suy nghĩ thật kỹ, đây là chuyện cả đời, chuyện của con cái sau này nữa. Nhưng mà lúc đấy con cũng đã quyết rồi, con thấy là bây giờ mình mà tự nhiên mình bỏ đi, thứ nhất là mình đang rất yêu cô ấy. Và cái thứ hai đấy là mình là một người đàn ông mà. Bây giờ mình đang nói với cô ấy là mình đang sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô ấy đến cuối đời. Nhưng mà vừa mới gặp cái khó khăn đầu tiên mình quay lưng mình đi mất. Thì như thế mình có phải là đàn ông nữa đâu. Đấy, thì lúc đấy con mới quyết định là dù ai nói gì đi chăng nữa thì mình cũng sẽ vẫn cùng cô ấy vượt qua cái khó khăn này. Đấy thì đó là vào cái thời điểm đấy thì đúng là cái áp lực ở phía bên gia đình thì gay gắt thì không có, nhưng mà cũng có khả năng. Tức là không thể nào bỏ cô ấy một mình được. Vâng. Phải đồng hành với cô ấy dù có nó như thế nào đi nữa, đúng không? Vâng. Đó, nhưng mà bây giờ cho chú hỏi là cái tình trạng của con thì như thế sao? Đã chữa hết chưa? Hiện tại thì con đã khỏi hẳn rồi ạ. Ồ, quá tuyệt vời. Sao khỏi hẳn được hay vậy? Đó, bác sĩ chả hẳn là bác sĩ đã cả nói đời là phải mà. Là sống với nó cả đời mà. Lúc đấy là mình phải uống thuốc tây thường xuyên rồi đi xét nghiệm mà gần như cứ tháng này sang tháng khác. Gần như là nó chỉ là để duy trì thôi, duy trì cái lượng tiểu cầu nó vừa đủ trong con người mình thôi. Thế là lúc đấy bố mẹ vợ của con mới đánh xe từ Thanh Hóa chạy ra, bế cô ấy về.
để đưa đi cắt thuốc nam, không uống thuốc tây nữa. Mà con thì con ở phía bên Nhật về, là con đã hưởng một cái sự đào tạo ở phía bên Nhật rồi, gần như là con không tin những cái thuốc lá, thuốc tên thuốc nam đấy. Nhưng mà lúc đấy là vợ mình vào đường cùng mất rồi. Bây giờ một là uống cái thuốc tây cả đời, hai là bây giờ mình cứ cắt đi khoảng tầm khoảng một tháng mình lại uống thuốc khác xem như thế nào. May thay là ở gần nhà vợ con có một bác sĩ thuốc nam, và bác sĩ đấy là trước là ở trong học viện quân y. Bác sĩ ấy bắt mạch cho vợ và khẳng định luôn là bác sĩ có thể chữa được. Cái bệnh này bác sĩ chữa nhiều lắm rồi, mà chỉ có mọi người là không tin là nó chữa được thôi. Còn ai bị bệnh này đến thì gần như bác chữa được hết. Thế là uống trong vòng tầm khoảng một tháng anh nhỉ, uống trong vòng một tháng thì bắt đầu con đưa vợ lên huyết học trung ương xét nghiệm lại. Thì đúng lúc đấy là bác sĩ của huyết học trung ương đọc cái bản xét nghiệm đấy, mà đây là một điều kỳ diệu. Ôi ơi, bác sĩ không thể tin được là có điều này xảy ra được. Đúng rồi, cái gái. Ồ, bây giờ thực ra là như vậy nè, con có thể nói cái bác sĩ đó của con á, ở đâu biết đâu là có nhiều người bị căn bệnh giống như vợ con á, mà người ta không có cơ hội để gặp được cái người bác sĩ đó đó. Cũng có thể là ở đâu, con bà nói. Con ở gần đó luôn đó, mà người ta không biết, người ta không biết đó con. Thì đây là một cái điều nó rất là hữu ích luôn á. Bác sĩ Dân, Lương Y Dân, bác sĩ Lương Y Dân là đang ở Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hai đứa có bé nào chưa? Bé nhà con năm nay được 19 tháng rồi ạ. Ôi, vui quá rồi, vui quá rồi. Dễ thương quá. Thôi mình qua vụ khiêm đi chị. Đúng rồi, con nói đi con nói trước đi. Anh này ngoài cái tình thương dạt dào bao la, nồng nàn, gọi là ấm áp đối với con á, thì ảnh có một cái gì đó mà con chưa hài lòng không? Chỉ có một tật xấu duy nhất thôi ạ. Đấy là bừa bộn. Rất là thích gọn gàng nhưng mà lại bừa bộn. Mình thích gọn gàng nhưng mà là người khác làm cho gọn gàng. Đâu con kể thử một cái câu chuyện nhà con về cái thì này lúc nào cũng gọn gàng. Nhưng mà đấy là khi mà chồng không ở nhà thôi. Còn chồng về nhà là nó lại bừa ngay. Khi mà anh đi làm về là đi từ ngoài phòng khách vào đến phòng ngủ, là đồ răng từ phòng khách vào phòng ngủ luôn. Là mở cửa ra cái là phải vứt cái cặp ở trước cửa cái đã. Xong đi vào là vứt đôi tất lên trên ghế. Xong đi thêm đoạn nữa là vứt cái áo lên trên bàn. Xong vào đến phòng là vứt cái quần xuống dưới đất. Tức là cái giỏ quần áo ở ngay đấy nhưng không bao giờ bỏ vào. Mà cứ giải từ đầu vào đến cuối là con lại đi ra con nhặt từ đầu vào đến trong phòng. Vô toilet tắm là hồi là ở ngoài có cái khăn. Đúng không ạ? Vâng ạ, và cái bệnh này thì bây giờ chưa chữa được. Bừa bộn nhưng thích gọn gàng, đó cũng là một cái tật xấu. Đó, không lẽ chỉ có bừa bộn thôi. Cả thẻ trong trang. Khi mà anh ấy đang nghĩ ra được một cái dự án gì đấy là anh ấy có nghĩa nửa đêm là anh ấy vật con dậy xong rồi chia sẻ là con nghe như kiểu là ngày mai thành công tới nơi rồi đấy. Vẽ ra chi tiết cái thứ là nghe thích lắm. Nhưng mà 3 ngày sau không thấy gì nữa. Tại sao? Chắc là chán rồi. Anh vì nhiều dự án quá. Thành ra cuối cùng mình vẫn phải làm cái dự án mình đang làm. Thời gian để làm thêm, nhưng mà ngay cái lúc nó nghĩ ra là sướng quá, phải làm ngay, phải lên cái có cái đó. Nhiều khi chị cũng có cái bệnh đó nữa. Thì bây giờ con mong muốn ông xã mình thay đổi được gì? Chắc là con chỉ mong là anh ấy gọn gàng hơn thôi ạ. Nên là thích gọn gàng thì tự mình làm thôi chứ đừng có cứ đấy. Nói đâu. Anh gión tay làm phúc hộ em. Ví dụ như bây giờ cái quần cái áo anh xong là ngay đấy rồi anh vứt vào em thôi cũng được nữa đúng không? Nhiều khi cái giỏ ở đây nhưng mà vứt cái quần bên này đấy, không bỏ vào giỏ luôn đấy. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của nàng là gì? Tật xấu đầu tiên của vợ là vợ con có nhiều cái lúc kiểu tâm trạng lên ấy cô. Thế là đa tự đa nhiên cả. Đang đưa nhau đi ăn đi chơi về xong rồi ngồi xem phim với nhau rất vui, xong tự nhiên đùng phát cô ấy đọc được cái tin nhắn gì đấy. Cô vào phòng nằm vào trong góc khóc một mình. Lúc đó tự nhiên mình hết hồn đúng không? Tự nhiên hết hồn luôn. Tự nhiên khóc. Mà con thì con thương vợ thì không, con vào là con dỗ. Mà nghĩ khoảng vợ mà khóc thì tầm khoảng 90% là tại chồng rồi. Còn 10% chắc là do xã hội. Thì con vào đầu tiên nó phải hỏi tại sao lại khóc đúng không? Thì con mới có thể dỗ được. Thì con tức nhất cái chuyện là con hỏi có khi nào cũng cứ im lặng. Mà trong khi mà con là người dễ bực, người đến tầm khoảng câu thứ ba thứ tư mà không nói là lúc đấy trong người cũng điên lắm rồi. Nhưng mà cũng không dám cáu tại vì sợ khóc tiếp, sợ khóc thêm nữa. Thế là cái lúc đấy là cái lúc mà con cáu nhất trong trong cái cuộc hôn nhân, tại vì là cứ khi nào mà là con phải nén lại xong rồi ván đầu phải nén. Ván đầu nén quá rồi ván hết cả đầu. Tại vì mình không, tại vì thằng Khánh nó bực nhất là cái gì mình không biết được nguyên nhân. Không, nhưng mà chuyện xảy ra là từ lúc nào, hay là từ lúc mới yêu, hay là từ lúc nào, cái kiểu này này. Cái kiểu đa sầu đa cảm hình như sau sinh ấy cô. Đấy, trầm cảm sau sinh. Bây giờ thì đã thấy bớt hơn không? Dạo này thì cũng bớt cái việc mà tự nhiên khóc.
tự nhiên khóc thì cũng bớt bớt rồi, nhưng mà có chuyện nào buồn thì cũng cứ chui vào phòng khóc một mình thôi. Xong rồi con lại chạy vào con dỗ. Dỗ xong rồi cũng phải hỏi tầm khoảng mười mấy lần thì mới có được cái nguyên nhân để mà dỗ tiếp. Theo con á thì cái gì sẽ làm cho con bớt đi được tất cả những điều đó? Chắc là tiếng tinh tinh. Chắc là tiếng tinh tinh. Mỗi đứa nó một kiểu đấy con ạ. Lại nói bằng cái tinh tinh đi. Theo chú thì con nên chia ra nhiều khoản. Thay vì con gửi một lần một, chia ra nhiều khoản. Có kinh nghiệm này, có kinh nghiệm. Được. Được, đấy đó. Áp dụng đi con. Anh ấy cũng nắm bắt được cái tâm lý của con em. Mỗi lần mà kiểu đi chơi à, mà lỡ có về muộn ấy, mà biết thế nào là vợ về là vợ sẽ đứng sau cánh cửa là trợn mắt rồi. Nên là trước khi bước vào cửa là nhấn chuyển khoản cái đã. Con mở cửa ra cái là mặt con đang rất là tức, nhưng mà tự nhiên thấy chồng mở cửa ra cái điện thoại rung lên thấy cộng tinh 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 cười. Chuyển đổi trạng thái. Nhìn chú rể nhìn mặt vui vẻ vậy ha. Mời bạn giới thiệu về mình. Em tên là Đinh Bảo, năm nay 29 tuổi. Hiện đang làm nhân viên sản xuất ở một công ty ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Vậy là em là Đinh Bảo, tức là em tuổi mèo luôn đó đúng dạ, không? Đúng, lấy nguyên con giáp đặt tên luôn đó. Dạ, cho dễ nhớ. Rồi cái tên dễ thương ha. Rất hay, rất hay, rất có ý nghĩa, đúng không? Rồi, còn em? Dạ, em tên là Xuân Thảo, em 26 tuổi, hiện đang làm kế toán. Em ở đâu? Dạ, em cũng ở dưới Vũng Tàu luôn ạ. Như vậy là hôm nay là chúng ta là có một sự trùng hợp là cặp vợ chồng đầu tiên cũng ở Vũng Tàu. Dạ. Và cặp của bạn cũng ở Vũng Tàu. Xin quý vị dành tràng pháo tay như là cho sự trùng hợp này. Thôi, kể cho anh với chị Vân cũng như mọi người nghe câu chuyện tình của các bạn bắt đầu như thế nào. Thì trong một lần đi sinh nhật bạn thì em gặp vợ em. Ấn tượng ban đầu thì thấy cổ xinh mà hiền nữa, cũng ít nói lắm. Cho nên em mới tới làm quen. Nói chuyện thì mới biết là cũng người cùng quê. Quê đâu em? Dạ, ở Quảng Trị ạ. Dạ. Em thì trước giờ rất thích con gái Quảng Trị cho nên là cũng quyết định theo đuổi. Có nghĩa là ấn tượng của bạn khi gặp vợ là dễ thương, hiền, xinh xắn. Và cái điều mà gục ngã bạn là quê ở Quảng Trị, đồng hương của mình, đúng không? Dạ. Còn em? Lúc đó anh mập lắm, đen nữa, nên nhìn không ấn tượng về ngoại hình. Trong khi nói chuyện thì thấy anh này nói chuyện không có khéo, anh khô khan lắm. Với lại anh nó chậm nữa, anh cứ giật giật điện. Cho nên là cũng không ấn tượng. Giống như bây giờ. Bây giờ là đã cố gắng là nhanh. Rồi đến có biết bạn này là quê Quảng Trị luôn không? Dạ biết ạ. Khi mà biết như vậy thì em có cái cảm giác giống như bạn này là người đồng hương cho nên mến. Dạ không, người đồng hương thì em cũng mến, nhưng mà nói là để gọi ấn tượng để quen á thì em lại không, tại vì không hề có. Dạ đúng rồi. Nhưng mà làm cách nào để các bạn có thể đến với nhau? Em cũng cố gắng theo đuổi, thì có một cái gọi là cái thời cơ. Bữa đó thì vợ em đi về thì bị giật giỏ sách, mất hết giấy tờ tùy thân luôn, mà nhà lại ở xa, cách chỗ làm việc tới 100 mấy cây á. Thì em mới đưa đón về mấy lần để mà làm giấy tờ. Qua cái lần đó thì quyết định là quen. Đó là em mới đồng ý đó phải không? Thấy sự tốt bụng của anh. Thấy anh cũng nhiệt tình. Trước đó thì cũng nói chung là cũng bạn bè, cũng góp ý vô nhiều lắm. Thì mấy người nói tốt chảnh nhiều lắm. Rồi bây giờ hỏi về sau hôn nhân nè. Cưới nhau về là bây giờ là các em có em bé chưa? Dạ chưa. Bao nhiêu lâu rồi? Tụi em mới cưới nhau được 8 tháng ạ. 8 tháng vậy là quá son rồi. Son rỗi luôn á. Vậy thì về ở với nhau 8 tháng thì chồng của em ảnh có tật xấu gì không? Chính là ảnh hiền, cũng là một đặc điểm, ưu điểm của ảnh, cũng là nhược điểm của ảnh. Nhược điểm. Ảnh hiền quá. Bây giờ nghe nè, nghe cái nhược điểm. Dạ, ảnh hiền quá cho nên ảnh sống vô tư rồi vô lo nữa. Nên vô tư vô lo. Dạ, nhiều khi không quan tâm tới vợ là đang có tâm sự hay là muốn nói chuyện gì với mình hết á. Cứ đi làm về là cứ cắm đầu vô cái máy vi tính chơi game. Mê game rồi coi bóng đá rồi vậy á. Tại sao các đấng ông chồng có vợ rồi lại không mê vợ mà lại mê game ta? Tại em thì làm sản xuất nó cũng là mệt tâm trí óc rồi cơ thể nữa. Nói chung là đi làm rồi về thì nói là vô giải trí tí thôi, nhưng mà vô rồi cái thấy mê luôn. Chơi tới 12 giờ đêm. Một là tật xấu của chồng là mê game. Hơn mê vợ. Yeah. Ngoài ra còn gì nữa không? Có mỗi cái đó thôi chứ. Nói đâu. Chung là mọi cái là anh đều rất là chu đáo, đó là tức là anh chu đáo là theo kiểu là giống như là em muốn cái gì cũng được hết á, nhưng mà còn mà để anh tự làm thì anh sẽ không làm cái gì. Có nghĩa là em yêu cầu thì anh sẽ đáp ứng hết. Dạ đúng rồi. Làm hình dạng tay giống như ông Bụt vậy đó phải không? Dạ đó. Cái còn vợ em có tính xấu vậy? Lúc cãi nhau á thì nói lớn tiếng lắm, mà lớn tiếng quá cái em im luôn. Em á là mỗi lần cãi em nói xong, ví dụ như vợ chồng cãi nhau á là anh phải là khi mà thấy em giận lên là anh phải nói và dập ngay lúc đó, chứ đừng có im lặng. Mà anh là cứ lần nào cãi nhau anh cũng im, anh im hoài á. Anh càng im thì nó ức chế trong mình nó càng cao lên á, thì là bắt đầu lên. Dạ đúng rồi. Ví dụ trong trường hợp chồng em không im mà chồng em đập đầu vô tường lúc đó em sao? Anh cũng có làm như vậy, đã đập rồi gì?
Anh cũng đập có chưa? Một lần ạ. Cái lần đập đầu đúng không? Em anh đập thì không ly. Đập vô tường mà đập vô cái ly. Lấy cái ly đập ly không? Phải ly không? Dạ không. Để đầu em. Để đầu em. Cũng u cục thôi chứ chưa phải. Không phải đúng không? Chứ bị máu. Thế thì dạ, vợ giận dai không? Dạ cũng dai. Khi nào mà em mở miệng xin lỗi xong rồi nói thêm một hai ngày nữa trời mới lại bỏ qua. À. Còn mà không nói là thôi cứ giận hoài vậy hoài đó. Đúng dạ. Rồi bây giờ ngoài cái lớn tiếng đó là còn cái gì nữa không? Hay quên. Mà cứ quên rồi tỏ ra nguy hiểm rồi chứ. Thế dặn á, mình á là anh đi đâu á là phải đem đầy đủ cái này cái kia. Em hỏi lại á thì anh đừng có lo, em là chu đáo lắm. Mà cứ đi xa rồi chạy tới nửa đường, anh ơi quên đồ rồi, quay lại lấy đi. Trời ơi. Trời ơi, chịu không nổi. Chịu nổi là chịu nổi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi dạ. Thế thì bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Mỗi lần đó mà cãi nhau á là nó nhỏ lại. Với lại là thấy em im á là biết là em đã biết lỗi rồi. Thì bỏ qua chứ đừng có... Đừng có nói nữa phải dạ. Không? Nói hoài. Anh biết lỗi mà anh không chịu xin lỗi mà anh kêu người ta phải tự biết. Thế còn em? Còn em thì chung là cũng không có gì phải phàn nàn hết. Nhưng mà chỉ có mỗi cái vô tâm thôi mà cũng mong anh sửa. Nghĩa là em hiểu là chồng em thương em đúng không? Dạ. Lo chu toàn hết mọi thứ cho em. Chỉ có điều là cái cách thể hiện của ảnh là em chưa vừa ý, chưa vừa lòng đúng không? Đúng rồi, dạ. Thì chị chỉ em nè, đơn giản lắm. Em về đến nhà ha, ôm vợ em cái, em hôn vợ em cái. Hôm nay em có mệt không? Đi làm có vui không? Em hỏi đi, chừng em để chừng 5 đến 10 phút thôi. Em nói chuyện rồi em vô bàn game là vợ em cũng nói gì em rồi. Đúng không? Mà 5 đến 10 phút là đủ để em cảm thấy rằng là em được quan tâm, được chia sẻ rồi đúng không? Có đủ không hay là muốn 1 tiếng? 50 phút. Không, chỉ cần thể hiện là ví dụ như là em đi làm về là phải nhìn sắc mặt là biết hôm đó em đang vui hay đó, 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 chị nói em dành từ 5 đến 10 phút để mà em làm cái điều đó là cuộc sống của em như mơ liền. Đúng không? Thì lúc đó vợ em cũng có cơ hội để mà giận hờn, để mà nói lớn tiếng với em nữa. Yeah. Đúng không nè? Yeah. Đó, rồi em bây giờ biết cái tật của chồng mình rồi. Khi mà mình nói á, mà im lặng là hiểu là biết lỗi rồi đó. Thôi mình cũng nín luôn đi. Rồi để chờ đến chiều hoặc đến sáng mai nói. Mở lời xin lỗi mình là què. Xong. Tại vì các bạn bây giờ chưa có em bé, thấy không? Ví dụ như mai mốt có em bé cũng lại giận người cuối cùng không ai cũng chăm em bé thì sao, thấy không? Với lại bớt chơi game lại, mê vợ mình đi, nó sẽ mau chóng cái tin vui. Dạ. Yeah. Đúng không? Anh chúc cho hai vợ chồng em nha, sau khi chương trình này về rồi mau chóng hòa hợp với nhau, có một cái tin vui và có một em bé kháu khỉnh ra đời trong năm sau. Yeah. Đúng không? Bây giờ đậu thai thì năm sau mới đẻ, đúng không? À. Rồi vậy nha. Rồi, cảm ơn tụi em nha. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ vâng, con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin tự giới thiệu, con tên là Thanh Hoa, năm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang là nhân viên văn phòng và con đang sinh sống và làm việc tại vùng đất xinh đẹp Quảng Ninh, Hạ Long ạ. Hạ Long ạ. Dạ vâng. Em ơi, lâu lắm rồi anh ước ao được ra Hạ Long. Dạ vâng. Mà phải nói là gần 10 năm mà em chưa đi đó chị. Em sao chú, cháu gọi chú bằng chú mà chú lại cứ xưng anh. Trời ơi, cứ nhầm hoài đó. Chú, chú, bây giờ lướt ra. Để chú nói lại nha. Ừ, chú nói lại đi. Chú rất là ước ao được ra ngoài Hạ Long. Đó, Hạ tại Long. Vì 10 năm rồi. Chú ơi, Hạ Long chứ mà Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Hạ Long. Dạ. Nó bị sai, Hạ Long. Hả? Dạ. Mà 10 năm rồi là chú chưa có ra ngoài đó. Ồ, không biết mùa này ở ngoài đó thì là trời mát hay là trời nóng rồi dạ, cháu? Dạ. Nóng dữ không? Nóng dạ, nóng dữ lắm ạ. Tại vì hôm qua cô mới ở Hà Nội về. À. Hà Nam chứ không ạ? Ồ. Nóng khủng. Nóng hơn cho mình luôn à? Nóng lắm. Ở Hà Nam á, là ngày hôm qua hôm kia á, là nóng đỉnh luôn. Là ở trong nhà á, mà không có máy lạnh là 38 độ. Đi ra ngoài đường là 40 độ. Như vậy là nóng hơn trong Sài Gòn mình luôn. Nhiệt độ mà mình cảm nhận là lên tới 46 độ luôn. Cái gì ghê vậy? Trời ơi, chị nói em ngoài đường không có bóng người đi luôn. Ủa mà sao? Mà chị cảm nhận gì đâu mình lên tới 46 không, độ như vậy? Tức là trong cái chỉ số, trong cái điện thoại á, khi mà giống như là cái độ nhiệt độ cảm nhận á. Đúng ạ. Ôi rồi lúc đó rồi. Chắc nhảy xuống biển coi như trầm mình ở dưới thôi đúng không? Dạ vâng, ở dưới ở Hạ Long thì ở ngoài đấy thì có biển là nhiều mà chỉ cần đi xuống đường là đã có biển rồi đấy ạ. Dạ vâng. Thế quá. Mà Hạ Long thì sẽ mát hơn. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dạ vâng. Đấy còn con. Dạ vâng. Xin chào chú Quốc Thuận và cô Hồng Vân và cháu là Mai Xuân Trường. Năm nay cháu 35 tuổi, hiện cháu đang công tác ở Quảng Ninh luôn. À. Cháu công tác bên gì? Con học dược, năm qua con đang làm dược sĩ ạ. Dược sĩ. À. Một bạn là dược sĩ mà làm văn phòng. Rồi nhìn về mà lớn hơn bạn này tới 5 tuổi rồi. À, ủa 8 tuổi. 8 tuổi. 8 tuổi luôn. Mà nhìn trẻ măng hả? Nhìn dạ. Tưởng đâu nhỏ tuổi hơn cô gái này luôn á. À. Ừ. Thế thì là hai con là đều ở Quảng Ninh hết luôn. Dạ vâng, con ở Hạ Long Quảng Ninh luôn ạ. Nhưng mà hai đứa là trước đây chắc là quen nhau từ thời còn đi học hay là cơ duyên nào gặp nhau? Dạ vâng, có thể là chồng con với con quen nhau là qua ô cửa sổ ạ.
Ồ là sao? Là hàng xóm đúng không? Không, hát liền. Cũng cửa sổ, hai nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Tức là hai bạn ở trong xóm đúng không? Dạ vâng, bởi vì là lúc đấy là chồng con có đang trọ ở ngay cạnh nhà con luôn ạ. À. Dạ vâng, thì là trong đấy trong một buổi tối trời trong thanh gió mát thì con đang ngồi học ở trên tầng 2. Thì đúng vào đợt mùa hè thì con có mở cửa sổ với cả ban công cho nó mát. Thì chồng con lúc đấy cũng đang làm việc ở trên tầng 2. Thế là chồng con mới nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có một cô bé đang ngồi học. Thì trong đầu thì cũng chỉ có ý nghĩ là cũng chỉ gọi là gọi cô bé, trêu cô bé một... Là trong đầu của anh đúng không? Không, xí, cô nói nè, bây giờ nói về cái cảm của con. Đúng rồi, chút xíu tự anh sẽ nói là cô bé ơi. À. Để cho anh kể đi, còn con á. Cái phần của con. Con lúc nhìn thấy cái người qua cửa sổ. Dạ, lúc đấy thì chồng con lại không có gọi con bằng tiếng, mà chồng con lại hú một cái. Tại sao kêu người mà giống như kêu khỉ vậy? Dạ vâng, thế là như kêu vượng. Dạ, lúc đấy thì con thấy chồng con hú một tiếng đầu thì con cũng không để ý. Sau một lát sau thấy chồng con lại hú thêm 2-3 tiếng nữa. Con có nhớ cái tiếng hú đó như thế nào không? Chồng con chỉ hú lên một cái. Hú. Đó, thế là con mới bảo là con suy nghĩ ở trong đầu là sao tại buổi tối rồi mà lại không biết là còn có con gì nó đang hú. Thế con mới ngẩng đầu lên thì con thấy chồng con đang ở tầng 2 cửa sổ bên đối diện. Thế là chồng con mới hỏi là em đang làm gì đấy. Thì lúc đấy ở trong phòng thì nó cũng hơi bị xa ấy ạ. Thế con mới không có nghe rõ thì con mới đi ra ngoài ban công ở chỗ cửa sổ. Thế con mới hỏi là anh hỏi cái gì. Thì chồng con bảo là em đang ngồi học bài à. Thế con cũng trả lời hồn nhiên lắm, con bảo dạ vâng em đang ngồi học bài. Thì lúc đấy chồng con với cả con thì cũng lúc đấy cũng đứng nói chuyện ở ban công ấy ạ. Cũng rất là lâu. Xong rồi một hồi lâu thì bố con ấy xem tivi đến mãi muộn thì mới đi ngủ. Thì mới nhìn lên trên tầng 2 là sao thấy hôm nay con gái mình học có vẻ muộn thế. Học muộn thế thì bố con mới đi lên trên tầng xem là không biết là hôm nay là con có nhiều bài tập hay là ngủ quên. Thì đúng lúc đấy là hai anh em đứng nói chuyện cũng khá là lâu thì chồng con đứng bị mỏi chân ấy ạ. Thế là chồng con mới ngồi lên thành của cửa sổ. Thế lúc đấy là bố chồng con mới đi từ xa đến. Thế chồng con mới nhìn thấy ở bên đối diện ấy ạ. Bố con đi đến, thế chồng con giật mình. Thế chồng con lại hốt hoảng quá, thế là mới kéo cái cửa sổ vào. Thế là chẳng may lại kẹp mất vào mông. Kẹp mất cái cửa sổ vào mông ấy ạ. Dạ vâng, lúc đấy thì cũng đau lắm nhưng mà không làm gì được. Không hú lên. Dạ vâng. Phải hú ghê hồn. Dạ vâng. Đau quá. Lúc đấy thì không ra hiệu cho con là bố em ở đằng sau. Mà lúc đấy thì chồng con lại kéo cửa sổ xong rồi ngồi thụt xuống. Thế con mới nghĩ trong đầu là xe thao đang nói chuyện mà lại chạy mất. Thế con mới quay ra đằng sau thì con thấy bố con đang đứng ở đằng sau rồi. Thế con cũng giật nảy người ra. Con mới giật mình, con bảo là thế bố làm gì đấy. Thế bố bảo là thế học xong bài chưa, đứng ở ngoài ban công làm gì đấy. Thế con mới lúc đấy con mới nảy số à. Con bảo là hôm nay nóng quá bố ạ, con vừa học xong con đứng ra ngoài ban công hóng mát tí. Thế là bố con bảo là nếu mà học xong rồi thì đi ngủ đi không muộn. Thế con cũng bảo dạ vâng con đi ngủ. Thế là lúc đấy con mới chuẩn bị là tắt đèn đi ngủ thì chồng con lại ngoi lên. Đấy tôi bây giờ để chồng kể nè. Dạ. Chồng kể nè. Dạ. Sao con? Con gặp vợ con đúng là như vợ con nói ấy, là nó qua ô cửa sổ. Lúc đấy vợ con đang ngồi học bài. Thế con là... biết rồi nhưng mà con nhìn từ xa là con có xác định đây là một cô gái xinh xắn không? Cũng lúc đấy thì vợ con mới học có đang ôn thi tốt nghiệp để nên học lớp vào lớp 10. Thế là thế, nhưng mà lúc ấy con thấy nó xinh không? Cũng nhỏ nhắn xinh ái. Thì xinh như mình mới phải khổ sở mà từ ở bên đây mà nói vói sang bên kia chứ đúng không? Dạ vâng. Ủa nhưng mà lúc đó là con mới chuyển về cái nhà trọ đó ở hay là con đã ở lâu rồi? Lúc đấy thì con mới được 1 năm. Tức là con ở đấy một được 1 năm con mới gặp cô này hả? Vâng, con ở đấy được 1 năm rồi. Thì lúc đấy con đang ở nhà ở trên tầng 2. Vâng, thì con về đấy con ở được 1 năm. Cái hôm đó là lần đầu tiên con mới thấy bé này. Mặc dù là con đã chuyển về đó 1 năm hay sao? Không, có nghĩa là vợ con thì nói chung là cũng đi làm với cả là vợ con đi học thì cũng gặp nhau nhiều nhưng mà chưa bao giờ nói chuyện. Chưa bao giờ nói chuyện đúng chưa không? Nói chuyện, cho nên hôm đó mới mạnh dạn nói chuyện. Rồi tiếp theo cái phần mà lúc mà bố lên ấy. Lúc bố lên thì con chỉ nhìn thấy bố lên ở đằng sau. Thế là con mới thấy vậy mình mới ngại ngùng quá, thế là mình mới đóng cái cửa sổ lại giống như vợ con nói đấy. Mà cũng thế là mới khi bố con xong rồi thì bọn con lại nói chuyện tiếp. Bố xuống rồi nói chuyện tiếp nữa hả? Dạ vâng. Trời ơi. Thế cái chỗ kẹp ở bên nó có sẹo không? Dạ không, nó chỉ đau và nó tím thôi. Tím thôi, thế sao lúc ấy con gọi tên vợ hay như nào là em ơi hay gì để hú? Thì
con cũng không biết lúc đấy làm sao, nhưng mà thì thấy vậy thì mình cứ hú lên cái thế là vợ cũng quay ra bắt chuyện, thế là từ đấy là tạo một cái âm thanh lạ để cho người ta chú ý, đúng không? Đúng ạ. Rồi sau đó rồi nói chuyện tới mấy giờ rồi mới vô ngủ? Sau lúc đấy thì bố con đi xuống ấy ạ. Thì là cháu con cũng lúc đấy cũng mạnh dạn lắm, cũng hỏi là em ơi em có dùng điện thoại không, nếu em mà có dùng điện thoại thì cho anh xin số nhé. Con thì con cũng không có suy nghĩ gì đâu, con cũng chỉ nghĩ đơn giản là hàng xóm thì mình cũng cho số. Thế là cho số xong thì khoảng tầm 5-10 phút sau con lên giường con đi ngủ thì con nghe thấy tiếng tinh tinh, thì điện thoại kêu, thì con mới thấy tin nhắn của chồng con bảo là đây là số điện thoại của anh, thì em lưu vào nhé. Thế là con cũng vô tư lắm, con nhắn tin lại con bảo là dạ vâng, thế con cũng lưu lại vào luôn. Thế là từ đấy thì hai anh em cũng có nói chuyện xong rồi thích nhau. Thực ra rồi cho chú hỏi nè, vậy thì cái ấn tượng đầu tiên của con khi mà con gặp bạn này á là như thế nào? Thấy ảnh sao? Thấy ảnh có đẹp trai không? Có thích anh không? Thực ra thì con chồng con trọ ở nhà con, gần nhà con ấy, cạnh nhà con, thì là chồng con lại trọ cùng với một hai người bạn nữa. Thì con ấn tượng với chồng con lúc đấy có thể là hàng xóm của nhau ấy ạ, thì có thể là đi qua đi lại thì có thể là anh em chào hỏi nhau ấy ạ, anh mới đi làm về à, hoặc là em chuẩn bị là đi học gặp à trước rồi. Dạ vâng, có nghĩa là mình sẽ chỉ là chào hỏi kiểu xã giao hàng xóm thôi ạ. Thì là con ấn tượng với chồng con là hay chào hỏi con nhất, thì là con ấn tượng với chồng con là kiểu hay chào hỏi với cả hay kiểu niềm nở ấy ạ, nhìn thấy gái là cũng kiểu cười xong rồi niềm nở tít mắt lên rồi hỏi chào hỏi nhanh á, kiểu mau mồm mau miệng ấy ạ. Mau mồm mau miệng. Dạ vâng, là đúng thế ạ. Thôi gì? Dạ vâng. Rồi sau cái cuộc mà nói chuyện qua điện thoại đó thì bao lâu tụi con chính thức yêu nhau? Sau cái đợt đấy chắc cũng phải một thời gian lâu đấy ạ, bởi vì là bọn con có nhắn tin qua lại với nhau. Bao lâu? Chắc là khoảng tầm đến một năm, hơn một năm ấy ạ. Hơn một năm là chỉ có nói chuyện qua lại điện thoại thôi, nhắn tin thôi. Dạ vâng. Thế con có gặp bố của bạn không? Bố bạn có đồng ý cho con được giao lưu với con gái bố không? Dạ không. Bố cấm à? Không, bố không phải bố cấm mà chưa vì biết. Là bố chưa biết, bọn con vẫn giấu. Tức là làm du kích quân trong vòng một năm. Dạ vâng. Nhưng mà trong suốt một năm đó các con có lén đi chơi với nhau hay là có đi đâu đó mà tình tứ với nhau, không đi riêng với nhau? Trong vòng một năm đấy thì có nghĩa là lúc đấy con vẫn đang học cấp 3 ấy ạ. Thì hồi đấy thì con học cũng nhiều mà để ôn thi vào đại học ấy ạ. Thì chồng con cũng ngỏ ý là buổi sáng em đi học chính thì buổi chiều anh đi làm, thì có gì anh like em đi học nhé. Thế là chồng con cũng buổi chiều con học những cái môn phụ ở trên trường ấy ạ, chồng con cũng hay like con đi học buổi chiều. Like là chở đó. Dạ vâng. Like xe đấy, ngoài người ta like chở. Dạ vâng. Vâng, hay like con đi học. Thì là xong rồi mưa xong rồi thì bọn con nhắn tin qua lại thì cũng con cũng biết là thông tin là sắp đến là sinh nhật chồng con. Thì con cũng lúc đấy thì con cũng mạnh dạn con hỏi chồng con là con gọi điện, con nghĩ trong đầu là không biết là chồng mình hoặc là con trai họ hay thích cái món quà kiểu gì, mà thời đấy thì con mới đi học thôi ạ. Không có nhiều tiền đâu ạ, thì con cũng suy nghĩ đắn đo lắm, nó không biết mua quà gì tặng cho chồng. Thì lúc đấy con mới mạnh dạn con gọi điện cho chồng con hỏi là, con hỏi vu vơ lắm. Con hỏi là không biết là anh ơi, con trai thì bình thường người ta thích đội bóng nào, ở trong nước người ta thích đội bóng nào, với cả ở nước ngoài thì người ta thích đội bóng nào. Thế là chồng con cũng kể ra một số đội bóng. Thế con mới đánh lạc hướng, thì con bảo là thế bình thường thì anh thích đội bóng nào. Thế chồng con cũng bảo là anh thích đội bóng Arsenal. Thế là con mới đi vào cái tiệm bán đồ quà tặng sinh nhật, thì con thấy là cũng là may ạ, là ở trong đấy nó có cái món quà là nó in cái hình cờ của Arsenal ở trên hình cái cốc. Thế là con mới mua, con mạnh dạn con mua xong rồi tối về con mới nhắn tin, một hai hôm sau con nhắn tin cho chồng con bảo là anh ơi anh có rảnh không thì em mời anh đi cà phê nhé. Thì chồng con cũng không có từ chối đâu ạ, chồng con cũng mạnh dạn lắm, trả lời tin nhắn là ok thế thì có gì tối anh qua đón. Thế rồi, là cho chồng cả đi cà phê sao chồng? Hôm đấy thì trước sinh nhật con ấy, thì là vợ có hẹn là đi cà phê, thế là con mới dẫn vợ đi lên quán cà phê. Nhưng mà có cái có nghĩa là hồi xưa nó không như bây giờ. Bây giờ là hồi xưa thì bây giờ là nó thay đổi nhiều. Trước là bên này là cây cầu Bãi Cháy, thì ở dưới thì có một cái quán cà phê ở trên đấy, là quán cà phê chỗ sau biển ấy. Chỗ quán cái sau biển thì nó ở rồi sao? Ví dụ mình vô quán cà phê như thế nào? Vô quán cà phê thì hai anh em cũng mình cũng gặp nhau nói chuyện. Nhưng mà cái lúc đó là hai đứa là thân mật đến mức nào? Tức là đã nắm tay chưa, đã thơm má chưa? Dạ lúc đấy thì chưa chú ạ. Chưa gì luôn. Chưa, đó. Chưa trong cái thời gian mà đánh kích. Bây giờ cho nên là em mới hỏi cho sâu sát luôn. Đúng nhanh rồi. Lên, tại vì chúng ta không có thời gian. Vâng. Không cần phải chi tiết. Đó như thế nào? Vì lúc đấy cũng ngại.
vẫn còn ngại lắm nha, là vẫn chưa mạnh dạn. Sợ bố theo dõi đúng không? Dạ vâng. Tức là hôm nay chỉ uống cà phê thôi. Vâng. Rồi khi nhận quà đó thì có xúc động không? Đúng rồi. Lúc đấy thì nói chung là cũng cũng có chút gọi là mình cảm thấy bất ngờ và cũng cũng xúc động. Đúng rồi. Vâng, mình rồi. Xúc động thì lúc ấy làm nào? Lúc đó là có nắm tay không ạ? Sau đấy thì có nắm tay. Phải nắm liền chứ đúng không? Vâng. Nắm liền. Thơm nhẹ một cái không? Có thơm má. Cái. Thế con có phản ứng không? Dạ. Thì lúc đấy thì hai em đang ngồi cà phê với nhau. Thế là tự nhiên quay ra chồng thơm vào má một cái. Thế là tự nhiên thì cũng bất ngờ, nhưng mà cũng khoái. Tự nhiên được chồng hôn cho một cái bất ngờ thì cũng khoái, cũng vui, cũng thích. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng ngại ạ. Thế là mình cũng không có... Mình cũng ngồi im luôn, mình cũng không có dám nói gì. Thế là hai anh em cũng phải đứng hình mất 5 giây. Xong rồi hai anh em lại nói chuyện nhầm với nhau tiếp. Xong rồi đi về. Vâng, như là chính thức là yêu nhau đấy. Dạ vâng, cái hôm sinh nhật giờ đi đấy. Vậy là yêu nhau bao lâu nè? Rồi tình yêu có lãng mạn không? Đó, rồi có chia tay không? Tức là tụi con yêu nhau là được bao nhiêu lâu thì mới cưới nhau? Bọn con yêu nhau là được 11 năm mấy ngày. 11 năm đi, thôi 11 năm thôi. 11 năm. Đó, hơn 11 năm đó. Và có chia tay chia chân gì không? Có, trong thời gian 11 năm thì có. Và tại sao chia tay? Có chia tay. Chia tay lúc mới yêu hay là lúc mà yêu? Cái thời học cấp 3 thì bọn con không chia tay mà lên đại học. Nên lúc mà vợ con đi học đại học thì lúc đấy sẽ có xảy ra nhiều thứ, với cả là học xa nhà rồi nhiều có nghĩa là cuộc sống rồi mọi thứ nó cũng thay đổi. Nên là nó cũng có những cái trạch, nó cũng có những cái lệch đi, thế là đâm ra là hai vợ chồng có những cái khúc mắc. Thế là nhưng mà lúc con đi làm chưa? Lúc đấy con vẫn đang đi làm. Con đang đi làm, thế vợ con đi học đại học xa. Vâng. Thế là xa mặt cách lòng đấy đúng không? Dạ, chia tay cho bao lâu? Dạ thực ra thì hồi đại học á, tính của con cũng trẻ con lắm ạ. Thì thi thoảng nhiều khi mà nhắn tin nói chuyện với chồng ấy mà như kiểu là không cùng tần số với nhau thì mình cũng dỗi, mình cũng giận. Xong rồi mình tính trẻ con thế nên là mình cũng hay nhắn tin bảo là giận dỗi thì là bảo chia tay. Bình thường hồi con đi học đại học ấy ạ, một tháng chia tay đến khoảng tầm 1-2 lần là chuyện bình thường. Nhưng mà cứ khoảng tầm 2-3 ngày sau chồng con biết là con kiểu gì con cũng sẽ nguôi ngoai, không có giận nữa, thì chồng con lại nhắn tin làm hòa. Thế là con với chồng con lại như là từ lúc như kiểu là yêu lại từ đầu ấy ạ. Đấy, cứ khoảng tầm răm mỡ lửa tháng lại chia tay. Nhưng mà nói là để chia tay mà để lâu nhất ấy thì có thể là 6 tháng. Từ thời sau khi mà con học đại học xong thì bọn con có sự xáo trộn về công việc. Lúc đấy con mới học đại học xong thì vẫn chưa có công việc ổn định. Và đợt đấy thì chồng con cũng lại vào miền Nam để mở rộng thị trường cho công ty, thì là con với cả chồng con cũng có những cái áp lực riêng về công việc cũng như là cuộc sống ấy ạ. Thì là mình không có chia sẻ được nhiều với nhau. Thế nên là mình cũng không có thời gian để nói chuyện. Ai là người đó. Ai là người đề nghị chia tay? Con ạ. Dạ vâng. Con chia tay vì lúc ấy là chắc là trong đầu suy diễn là chắc là chồng vào miền Nam rồi thế nào cũng có cô này cô kia cô nọ đúng không, môi trường mới. Vâng. Ghen đúng không? Ghen xong rồi là buồn dạ. Xong rồi không cho giải tỏa được thế là chia tay đúng không? Dạ thực ra thì con cũng không phải là tuýp người hay ghen đâu ạ, mà tính con là kiểu tuýp người không thích yêu xa. Vâng, với cả là tính là thích được chiều chuộng, với cả thích là có người yêu ở gần mình hơn. Thế nên là chồng mà ở xa thì sẽ không có quan tâm nhiều. Vậy thì ai làm hòa đó? Trong tất cả mọi lần mà cãi nhau chia tay thì con vẫn là người làm con hòa. Con là người làm hòa. Vâng. 6 tháng chia tay 6 tháng là con cũng là người làm hòa luôn. Vâng, vì là con đợt đấy trên mạng xã hội thì vợ con có dùng Instagram ấy. Thế nhưng mà vì là bọn con cũng không là bạn với nhau. Thế khi lên trên đấy thì sau 6 tháng rồi thì lúc đấy con mới thử vào cái Instagram của vợ. Thế con mới đọc, thế là vợ mới viết với ý là mà viết cái sở tạ tớt đấy, tâm trạng. Thế là con mới đọc lên thì con mới thấy thế, đâm ra con mẹ nhắn tin làm hòa với bạn. Chỉ vậy thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà trong suốt 6 tháng đó, đây nè, chỉ nhắn tin làm hòa thôi. Nhưng mà lúc đó con có quay lại quê mình làm việc hay không? Hay là vẫn tiếp tục đi làm ở xa? Con lúc đấy con làm hòa thì con lại tiếp tục vào, vẫn vào miền Nam. Bởi vì con vào miền Nam thì con làm ở trong này mất hơn một năm. Rồi mới quay về? Vâng, thì con mới quay về. Rồi thì tụi con yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Là 11 năm đúng không? 11 năm đúng không? Lý do sao mà yêu lâu dữ vậy? Gia đình bên con có chấp nhận ảnh không? Bố con có ok ảnh không? Thực ra thì gia chồng con là ăn chay trường. Còn con lại là người ăn mặn. Dạ vâng, thì lúc đầu bố mẹ con thì cũng hơi lăn tăn một chút về cái vấn đề đấy. Nhưng mà về sau thì mình cũng có ngồi tâm sự với bố mẹ.
thì bố mẹ cũng thông cảm, cũng hiểu, thì là bọn con mới tiến tới hôn nhân. Là như vậy ạ. Thế bây giờ con vẫn ăn chay à? Vâng, con vẫn ăn chay trường luôn. Vâng. Ủa lý do gì con ăn chay trường? Ăn chay trường luôn với chồng chưa hay là vẫn ăn mặn? Dạ con thì thi thoảng thôi ạ. Dạ vâng. Nhưng mà con có thể tâm sự chút xíu tại sao con lại ăn chay trường? Cái cơ duyên con đến biết đến đạo Phật và ăn chay trường là cái năm đấy là con lớp 9 và sắp sửa lên lớp 10. Thì con ăn chay từ năm 2003 đến bây giờ. Thì thì lúc đấy cũng có cơ duyên là được mẹ hướng dẫn, rồi mẹ cũng bảo mình cũng đi chùa, rồi thế là từ đấy là mình thấy là có cơ duyên. Mọi thứ nó tốt đúng không? Nó tốt. Rồi. Rồi. Quá tốt luôn. Rồi bây giờ là sau đó là con thuyết phục bố. Vâng. Thuyết phục bố là như bố an tâm để cho hai đứa cưới nhau. Dạ, vâng. Đúng không? Vâng. Có nghĩa là tụi con là chỉ có một cái rào cản duy nhất là ở bố thôi. Thực ra hay là còn cái gì khác nữa? Thực ra thì rào cản là ở mẹ nhiều hơn. Bố con thì lại là một người rất tính, rất là thoáng, thoải mái và yêu chiều con gái. Thế nên là con gái mà còn nói gì thì cũng sẽ là đứng về phía con gái nhiều hơn. Dạ vâng. Và bây giờ tụi con cưới nhau rồi thì là hiện tại là chồng con có phải ở xa, có đi công tác ở đâu nữa không? Dạ, chồng con thì do là tính chất công việc, thế nên là sẽ phải đi đi về về giữa hai tỉnh ấy ạ. Và con thì ở Hạ Long và chồng con thì lại hay làm việc ở như là Cẩm Phả hoặc là các tỉnh ở thuộc tỉnh Quảng Ninh ấy, như là Hạ Long rồi đi Uông Bí Đông Triều, thế nên là sẽ không có ở gần nhau nhiều. Thế nên là cũng đi như kiểu là đi công tác ấy ạ, thi thoảng thì mới về thôi ạ. Dạ vâng. Thế hai đứa có con chưa? Dạ con mới được đang bầu khoảng tầm 4 tháng ạ. Là đứa đầu tiên hả? Dạ vâng đúng rồi ạ. Không biết luôn á. Nhưng không biết luôn á. Vậy là tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con mới cưới nhau được từ tháng 12 năm ngoái đến bây giờ là được 6 tháng. À mới có 6-7 tháng hả? Dạ vâng, mới đây ạ. Ôi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Nhưng mà biết là trai gái chưa? Dạ con biết rồi ạ. Gái là trai. Một bé gái ạ. Wow, chúc mừng nha. Rồi. Thôi bây giờ mình tới cái phần kia đi. Dạ vâng. Tới phần kia con biết mà đúng không? Con xem chương trình này rồi con biết phần kia là phần gì. Dạ vâng. Đúng không? Dạ. Cái cặp này cũng khó ha, tại vì đến bây giờ mà vẫn cứ gần như là sống xa nhau, cứ yêu xa thế nhỉ. Vâng. Chồng đi công tác liên miên thế thì làm sao mà biết được cái tật xấu của ông ấy? Tật xấu nhỉ? Có thấy không? Dạ, thực ra thì bọn con yêu nhau lâu ấy, thế nên là nhiều khi tật xấu nó cũng có từ cái thời yêu nhau đến bây giờ nó vẫn duy trì ạ. Dạ vâng. Ví dụ như là chồng con ấy ạ thì thường là rất là hay kiểu cao su ấy ạ. Ví dụ như là con gái người ta đi chơi, người ta còn phải son phấn, người ta còn phải quần áo các thứ, thì người ta còn phải cao su để cho chồng hoặc là con bạn trai người ta chờ. Nhưng mà chồng con thì lại ngược lại. Con thì con son phấn, mặc váy đẹp, xong rồi xong xuôi hết tất cả các thứ rồi thì chồng con vẫn chưa thấy đâu cả. Hẹn là khoảng tầm 5-10 phút nữa anh Quang đón em nhé. Nhưng mà con phải chờ khoảng tầm ít nhất là con phải nhân lên khoảng tầm nửa tiếng đến cả tiếng đồng hồ chồng con mới qua. Ủa sao vậy? Dạ. Chồng con là cũng chắc là cũng làm đỏ mấy ạ. Vâng, đấy. Con ở nhà con làm gì mà trễ quá vậy? Con có đánh phân son gì không? Dạ không phải đâu chú ạ. Vì là con tính chất công việc ấy, nắm lúc công việc của con là làm kinh doanh mà. Thâm ra là nó cũng có nghĩa là nó cũng liên tục trong cái trong ngày ấy, nó cũng không cố định giờ giấc giấc giải quyết không kịp đúng không? Nhiều khi nó cũng bị động. Nhưng mà có cái kỷ niệm nào về cái vấn đề là giờ cao su mà nó làm cho con bực hay làm cho con có một cái kỷ niệm gì đó đáng nhớ không? Thực ra thì chồng con là có những cái đợt mà đi chơi ấy ạ. Chồng con cao su đến độ mà làm con chờ lâu ấy ạ. Chờ lâu ấy, nên là nhiều khi mà đi chơi là con kiểu con cũng không vui ấy. Con hay dỗi ấy, là ý là bắt mình chờ lâu như thế là mình đã không vui rồi, đi chơi người ta phải đúng giờ ấy ạ. Vậy là bạn này chắc là cũng hơi chậm chạp lề mề đúng không? Chồng con là mọi thứ rất là bình lặng, ăn chay mà em. Ăn chay mà nhẹ nhàng bình thản vậy đó. Từ từ. Biết là trễ đó nhưng mà thôi cứ từ từ. Sớm hơn 5-10 phút thì cũng thế, cho nên là cứ lững thững, cứ bình thường mà đi thôi đúng không? Dạ. Đó, rồi. Còn gì nữa không? Thứ hai con nghĩ là chắc là chồng con cũng liên quan đến thời gian ấy ạ. Là chưa biết bố trí thời gian cho nó hợp lý. Ví dụ như là hai vợ chồng mà có đi công việc với nhau ấy ạ, thì chồng con sáng ra là ví dụ như là sáng ra phải chuẩn bị mọi thứ đi, để đến giờ là mình chỉ có đi công việc với nhau, có hẹn rồi, giờ giấc cụ thể rồi thì mình phải đến đúng giờ ấy ạ. Nhưng mà chồng con thì nhiều khi cứ ung dung ấy, cứ đi ra ngắm trời, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm chim, ngắm hoa, ngắm lá, ngắm cây ạ.
thì là xong rồi quay ra con hỏi là chồng đã chuẩn bị xong chưa để còn đi công việc, thì quay ra bảo con là anh chưa chuẩn bị gì cả. Đấy. Chưa quần áo thì chưa xong rồi, thì chưa làm đó. Cái gì cả. Đã nói người ta ăn chay mà dạ. Mọi thứ vẫn cứ bình thường. Vâng, như lông an nhiên tự tại. An nhiên tự tại. Vâng, đấy đúng rồi. Rồi sao? Ăn chay mà có nóng tính không? À, nói chung con có nóng tính. Thế nhưng mà để vợ khai luôn con. Sao anh có nóng tính không? Sao lại nóng tính là thế nào? Trong cái trường hợp nào mà lại nóng tính? Nóng tính thì có thể là những lúc mà cãi nhau ấy ạ, bởi vì là con thấy là từ lúc quen con thì con thấy là con với cả chồng con thì ai cũng có cái tôi của mình cũng lớn. Thì là suy ra là nhiều khi chồng con cũng nóng tính. Thế là đâm ra là hai vợ chồng từ lúc mới yêu nhau quay ra là cãi nhau. Cãi nhau thế nên là tần suất mà chia tay nó cũng nhiều là như vậy ạ. Vâng, nó cũng liên quan đến nhau đấy ạ. Thế là nóng tính hay là cọc tính? Nóng tính ạ, chứ không cọc. Nóng thì là nói to thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Cọc mới là đập đồ đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nói to. Rồi. Thế còn cái gì nữa? Thế có gọn gàng, có tinh tươm không? Hay là lại bừa bộn gì? Nói chung là mọi thứ đều ung dung. Ví dụ như là tôi ăn này tôi để đây đi. Rồi tí nữa tôi từ từ thì dọn. Thế thì từ sáng đến chiều thì cũng vẫn làm tí nữa tôi dọn. Ví dụ thế. Thực ra thì chồng con thì lại được cái tính đó là gọn gàng, sạch sẽ. Dạ vâng. Chồng con mà đã làm cái gì ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa là phải gọn cho nó sạch cái gì nó vào cái chỗ đấy. Thôi như vậy là tốt rồi, không phải là thật xấu. Rồi bây giờ mong muốn bạn này thay đổi điều gì? Thực ra thì thay đổi thì con nghĩ là cũng chồng con cũng đã thay đổi nhiều rồi ạ. Như là về thời gian ấy ạ, chồng con bây giờ là cũng bớt cao su rồi đấy ạ. Vâng, cao su thì thời trước thì cũng là cũng không có nhiều như là trước nữa mà vẫn có cao su nhưng mà chỉ là cao su khoảng tầm 5-10 phút thôi chứ không như hồi xưa là đến nửa tiếng đồng hồ. Nói chung là 80% thay đổi. Dạ, rồi chứ bây giờ không còn mong muốn thay đổi gì nữa. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Rồi bây giờ tới con. Giữ yên như thế này nhá. Dạ ok tốt rồi. Đó, bây giờ tới con đó. Vợ ấy có tật xấu gì nào? Vợ con nhiều lắm. Trưởng thành chưa hay vẫn trẻ con như xưa? Vợ con vẫn trẻ con. Thí dụ một cái tính trẻ con coi. Trẻ con là ví dụ như là trong một cái việc gì đấy, ví dụ vợ chồng đi cùng nhau này, hay là gặp trường hợp gì đấy chẳng hạn, thì vợ con hay có cái tính là càu nhàu và nổi nóng nhanh hơn. Kiểu mình cũng không điềm tĩnh để xử lý cái sự việc đấy, nó cứ bình tĩnh. Càu nhàu hoài. Vâng, ý là cũng càu nhàu hoài mà cứ ví dụ như là như là có người gọi điện hay là bảo là cậu đi công việc này công việc kia chẳng hạn, thì vợ con này cứ giục là phải là nhanh lên rồi chuẩn bị nhanh lên, thì con bảo là cái gì thì cũng cứ bình tĩnh rồi mình sắp xếp thì nó. Rồi hai người gây nhau. Vâng, cái xong rồi từ đấy là thế là vợ cứ gây chuyện, nhưng mà con thì vẫn lúc vợ gây thì con lại cũng không nói gì, con cũng để nhẹ nhàng nhẹ nhàng và cứ để tạm. Nít là hay nó có hay nhéo con ngắt anh á. Đánh nguội nữa. Đó. Đó. Thi thoảng là. Thi thoảng. Vâng. Thi thoảng là có đó. Dạ vâng. Rồi bây giờ nè, ở nhà thì có nóng tính, có bừa bộn gì không? Vợ con thì ở nhà thì hai vợ chồng thì cũng chỉ nói chuyện với nhau bình thường thôi, chứ còn chưa bao giờ là, vì là con với vợ con thì cũng mới lấy nhau, cũng chưa được ở gần nhau nhiều ấy, vì là khi lấy nhau xong rồi vẫn hai đứa vẫn ở xa nhau và sao cho nên không cãi nhau nhiều, không cãi nhau nhiều. Nó có gọn gàng giống con không? Vợ con thì không. Vợ con thì bừa lắm. Sao bừa bộn? Từ tủ quần áo cho đến giường giếc các thứ, ngủ dậy thì chả bao giờ gấp. Thì là cái người gấp cuối cùng là con. Vâng, vẫn là con. Nó trẻ con mà, nó cứ nghĩ thôi, đằng nào tối ngủ. Vâng, đúng rồi. Dạ vâng, đúng rồi. Rồi, con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Con chỉ mong muốn vợ con là trưởng thành hơn và thấu hiểu hơn, và mọi việc là mình cứ bình tĩnh hơn nữa, để mình làm sao để cho cuộc sống rồi vợ chồng sau này cho nó tốt hơn và hạnh phúc hơn. Tại vì bác Giai là hơn con 8 tuổi nên là bác Giai rất là chững chạc đó, rất là điềm tĩnh, rồi thêm ăn chay nữa cho nên tâm tính rất là hiền, ổn định hiền, đúng không? Thành ra là mong bạn gái là sẽ trưởng thành theo tỷ lệ thuận với bác trai, để là để mà sau này là khi em bé mà sanh ra đời đó đó, thì hai người sẽ cùng một nhịp để mà chăm cho em bé đó. Con thấy là có được không? Con yên tâm. Là mẹ rồi tự nhiên trưởng thành là con. Rồi hôm nay nhân tiện là đến với chương trình Vợ Chồng Son, và đặc biệt là các bạn ở từ Quảng Ninh mà vào trong đây quay chương trình Vợ Chồng Son nữa, đó là một cái điều nó rất là tuyệt vời. Nhân cái cơ hội này thì không biết là hơi anh chồng đi, có cái điều gì muốn chia sẻ với vợ thêm không? Hay là muốn làm một cái điều gì đó bất ngờ với vợ hay không? Và con cũng nhân chương trình này thì con cũng có một cái món quà dành cho vợ con, đó là trước khi bọn con lấy nhau ấy thì công việc của con nó cũng bận,
Thứ hai đó là lúc đấy thì nó cũng vào dịp cuối năm ấy, công việc nó cũng nhiều, nó cũng bận, đâm ra là cũng chưa chuẩn bị được. Thế con cũng muốn là làm cái gì đấy cho vợ con cho nó được trọn vẹn. Thì con muốn nhân chương trình này thì con muốn cầu hôn vợ con. Và như thế có nghĩa là cả mười mấy năm á, mà là lúc mà trước khi cưới mà anh ấy bận quá anh chưa cầu hôn con luôn. Dạ chưa. Cứ con cũng nghiễm nhiên là em phải là vợ anh rồi, anh không cần biết, mình nghiễm nhiên rồi đúng không? Chưa cầu hôn. Trời ơi vậy là hôm nay là ôi lắm nha. Đó, hành động đi. Này, nhưng mà cầu hôn cũng phải ngỏ lời, có phải nhận, nói như thế nào nhỉ? Có. Ngỏ luôn hay quá chị ơi. Đấy. Mà né một cái là coi như mình né liền á, để cái mắt nó bị tổn thương á nha. Rồi nói cái gì đi. Ôi trời ơi. Mình đứng lên em ạ. Ôi chói quá, chết tôi rồi. Anh muốn nói với em rằng là quá khứ, hiện tại và tương lai, anh muốn rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến về sau này, về già. Mong rằng là cho chúng ta làm sao sau này hạnh phúc và mọi thứ đều được tốt đẹp và bình an. Rồi đứng lên đeo nhẫn nè. Trời ơi. Rồi hỏi đi. Đeo nhẫn nè, đeo nhẫn xong hỏi đi. Người ta đi. Đeo nhẫn xong đi rồi hỏi nào. Trời ơi. To quá còn nè, chói hết cả mặt. Hỏi đi, hỏi đi. Hỏi đi. Em có đồng ý. Em có đồng ý. Đi với anh đến suốt cuộc đời này không? Đời không? Dạ, em đồng ý á. Ôi cái đi. Ôi nhẫn quà rồi mà không thơm người ta một cái. Nhẫn thơm đi. Rồi, đẹp vời. Khoe đi con, đưa cô xem. Đẹp, lắp lại lắp. Ôi đẹp quá mọi người. Để khoe với bố. Bố ơi mẹ ơi, đây này nhẫn của con đây này bố ơi. Rồi, anh chúc cho hai vợ chú chúc cho hai vợ chồng ha. Luôn luôn là đồng hành với nhau trong tất cả những gì nó đến với trong cuộc sống này ha, và sẵn sàng chuẩn bị đến với một cái vai trò mới, đó là một ông bố tuyệt vời và một người mẹ cũng tuyệt vời nha. Chúc mừng hai em. Cảm ơn chú.